Kính thưa quý vị, Viện Kiểm soát Nhân dân đề nghị giữ án tử hình ở vụ Vinalines. Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đề nghị tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án tử hình đã tuyên với cựu Cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng và đồng phạm Mai Văn Phúc. Trong ngày thứ hai của phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao nói rằng không có cơ sở cho các bị cáo gồm ông Dũng, Mai Văn Phúc cùng những người khác xin giảm án. Tòa sơ thẩm đã tuyên án tử hình với hai ông Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, và Mai Văn Phúc, nguyên Tổng giám đốc Vinalines, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ vận tải. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 19 tháng 4 đưa tin, trước phiên phúc thẩm, gia đình ông Dương Chí Dũng đã nộp cho Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội 4,7 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả cho vụ án Vinalines. Gia đình bị cáo Mai Văn Phúc cũng đã nộp được 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong phiên tòa sáng ngày 22 tháng 4, ông Dũng không nói rõ khoản tiền này là để khắc phục hậu quả cho tội danh nào, theo các báo cáo trong nước. Luật sư Hoàng Văn Hướng, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng cho biết, nếu Dương Chí Dũng vẫn không nhận tội tham ô, thì khoản tiền này không thể xem là để khắc phục hậu quả cho tội danh đó được. Ông nói, không có tội thì không thể nộp phạt. Tại phiên tòa sơ thẩm thì Dương Chí Dũng đã nhận một phần trách nhiệm trong tội cố ý làm trái. Như vậy, khoản tiền 4,7 tỷ đồng có thể xem như là một tình tiết giảm nhẹ cho tội danh này.